Tiếp tục chào đón quý vị đến với clip tiếp theo. Bạt ngàn loa luôn, toàn loa châu Âu, rất là nhiều. Và những mức loa giá rẻ giật mình. Báo cáo quý vị là những mức giá ở trên đây em đã cân đối, đã báo giá rồi. Bác nào lấy được thì liên hệ với em. Còn đã xác định mà mặc cả thì bác thông cảm. Em đã bán hàng, em muốn đến một cái là văn minh, công khai. Giá công khai, hình thức rõ ràng, chất lượng rõ ràng rồi. Thì các bác cũng bác thông cảm. Nhiều lúc các bác mặc cả rất là buồn cười. Ngốc. Nên là các bác không cả. Sau đây em sẽ giới thiệu đến quý vị 4 mã loa nữa. Chơi hàng cao cấp đi. Bên này có rồi nhưng bên này giá rất là nhẹ nhàng. Chơi hàng cao cấp xong đấy nhẹ nhàng. Quý vị đã được nhìn thấy đôi Mark Intoc này rồi đúng không? Mark Intoc này nó là một dòng loa rất là nổi tiếng rồi. Và em cũng đã bán đôi loa này rồi. Em đã bán đôi loa. Đôi loa Mark Intoc này quý vị hãy cân đối và so sánh luôn nhé. Em đã bán rồi. Và đây mức đôi loa này em còn chưa lau, chưa dọn một chút nào có nguyên bụi luôn. Mark Intoc còn cực kỳ đẹp. Đây là đôi loa Mark Intoc R14. Đây, giới thiệu luôn cho quý vị, em quay mặt sau này. Mark Intoc R14. R14 chưa? Muốn hàng made in USA. Đây. Made in USA, các bác nhìn luôn. Con này có hai cầu chì bảo vệ, một bên là 1A, bên 3A. Được tín hiệu vào đây. Được chưa? Nghe vào đây. Phía sau, đây là phía sau của em nó. Đây, phía sau. Đây, cũng là Mark Intoc. Made in USA. Con này Mark Intoc AR14 các bạn. Nên mở nút e căng các bạn nhìn. Chúng ta bảo con đậy con này thế nọ kia, e căng còn rất là đẹp. Đôi loa Mark Intoc này được thiết kế với lại một bát 25 màng giấy. Màng giấy, gân thì đã được thay, độ đàn hồi rất là tốt. Loa thì đa số là phải thay gân là nhiều. Các bác chơi loa các bác biết rồi. Mark Intoc nó thiết kế với lại một bát này, một chung này, hai tép. Các bác nhìn con tép này nó rất là độc dị. Hàng tép này, một con tép đo và một con tép nó lội hẳn ra. Đây. Đôi loa Mark Intoc này có giá là 12,8 triệu. Các bác cứ cân đối đi, các bác đi tham khảo chán đi hộ em. Sau đó rồi quay về nghe làm sao. Giá 12,8 triệu là mức giá phải nói là ít có lắm các bác ạ. Các bác đi cứ đi tìm hiểu hộ em đi. 12,8 triệu. Nhớ là loa phải đẹp được như này. Đẹp chất như này. Đô la Mark Intoc này có giá 12,8 triệu. Được chưa? Mời quý vị. Đây em áng khoảng chiều ngang cho mày. Chiều ngang của em nó 40. Đây này. 1 này, 2 này. Nó tầm 38 và 9 này. Chiều sâu cả e căng là 25. Còn chiều cao này. 1 này, 2, 3, 4 chiều cao tầm 78 phân hoặc 79 phân. Khoảng đấy thôi, 78, 79, 80 gì đấy. Bởi vì em đo bằng tay, chú ý tự không cảm, nó không phải không có thước. Nhưng mà cứ đặt máy xuống để đo thước mất thời gian lắm. Đấy. Mark Intoc. Tiếp theo sang đến đôi loa tiếp theo. Ai giả, đôi loa này trong tuần qua là đã có mấy đôi rồi. Các bác đã thi nhau, gạch rồi. Tiếp tục một đôi loa cao cấp tiếp theo nữa này. Đôi MCS tiếp theo. Bác nào đang tín đồ của MCS đây. Đôi này là đôi MCS C911. 911 là cảnh sát Mỹ đấy. Cảnh sát Mỹ đấy. Đôi MCS 911 được chưa các bác? Cái tên rất là đỉnh. Hàng made in USA, đúng về cảnh sát Mỹ luôn. Chưa? Made in USA. Made in USA luôn. Đấy. Đôi này có mức giá là 10,8 triệu. 10,8 triệu. 10,8 triệu. MCS. Đôi MCS được thiết kế với lại 3 way. 3 way 2 tinh chỉnh. 3 way 2 tinh chỉnh. Rồi. Thế nào đấy? Vào trong. Con vào nhà chơi đi nhá. 3 way 2 tinh chỉnh. Con này được thiết kế với lại một bát 30. Nhá, MCS bát 30. Made in USA. Con này cũng hàng nòi của nó các bác. Đây. Bát 30, MCS bát 30. Một con chung màu đỏ rất là đẹp, chung đom. Một con tép trên này nữa. Và đây là cái lỗ thông hơi, nhưng mà nó tạo
cái điểm loa để cho giả rất là đẹp để tránh cái lỗ thông hơi nó trơ ra nó còn hai tinh chỉnh đấy. Con MCS này em vừa báo giá cho quý vị rồi, nó có mức giá là 10 triệu 8 ạ. Ê căng còn đầy đủ luôn, 10 triệu 8. Về kích thước chiều ngang của nó thì có chiều ngang là 38 phân 38, chiều sâu cả ê căng là 25 và chiều cao thế nào, 1 2 3, chiều cao tầm 62, cao 62, thân vỏ rất là đẹp, 10 triệu 8. Còn dòng Mark Intoc này không giới thiệu nhiều nữa, nó là đẳng cấp rồi, rất là nổi tiếng rồi. Intoc giá 12 triệu 8. Tiếp tục sang đến đôi loa bên này, đó là đôi loa Technic. Đôi loa Technic này được thiết kế khá hoành tráng, khá khủng luôn. Đây này, một bát, hai bát, một chung giấy, một tép giấy, một bát dưới cùng là bát 30, bát trên tiếp theo là bát 25, chung giấy, tép giấy. Đôi loa này là đôi loa Technic model SBA38, có công suất tối đa là 260W, các bạn nhìn hộ em, 260W, trở kháng 8 ohm, hàng made in USA. Con này có chiều ngang xem nào, một chiều ngang cũng 38, chiều sâu cả e căng 25, cả e căng 25, chiều cao để em đo xem nào, chiều cao 1 2 3 4 5, chiều cao 90, chiều cao của em nó là 90, chiều cao là 90 đấy, chiều cao 90. Đôi loa này có mức giá là 5 triệu 900 đấy, mức giá là 5 triệu 900, e căng đầy đủ luôn, e căng logo Technic trên, e căng đầy đủ. Tiếp theo sang đến đôi loa tiếp theo nữa là đôi loa đến từ gì đây, từ đây để em xem nào, hiện tại là chưa nhìn thấy nó made in ở đâu. Một đôi loa giá lại giật mình cho quý vị. Báo giá luôn là đôi này là giá 5 triệu 9, 5 triệu 9 này. Đây cho quý vị nhìn luôn. Đôi loa này là đôi loa xem là tên nó là J804. J804, các bác tham khảo hộ em này, J804. Dòng loa cổ rồi, công suất max 80W một loa, trở kháng 8 ohm. Đấy. Em nó được thiết kế với lại một bát 30 màng trong suốt. Dòng này, loa này là dòng loa Canada rồi. Đây, màng trong suốt, màng trong nhìn thấy hết cả xương, nội thất bên trong, màng trong suốt này, gân cao su trên này với một con chung giấy, con chung giấy. Còn để em nhìn xem đây là lỗ thông hơi hay là con tép. Ai già, một con tép còi, con này một con tép còi luôn. Cảm ơn quý khách. Tép còi đầu đạn luôn. Úi xào, em nó có giá là 5 triệu 9. Con này có tép còi luôn nhá, tép còi đầu đạn luôn trong này, 5 triệu 9. 5 triệu 9 con này mà không bốc nhanh là không kịp, bắt đầu không nhanh kịp. Chiều ngang của em nó là 40, chiều sâu cả e căng 30, chiều cao thế nào, 1, 2, 3, chiều cao là 60, chiều cao của em nó là 60. Em nó có kích thước chiều cao là 60 phân. Đấy, 60 phân, lý tưởng. Một chiều cao rất là lý tưởng luôn. Vừa rồi là toàn bộ clip em giới thiệu đến quý vị rất là nhiều mã loa, thì sau đây em giới thiệu này, em nói quay lại cho quý vị nhớ này, giá cho nhanh này. Đôi Raptor này, đôi Raptor R100, Raptor R100 có giá là 6 triệu 9. Đôi thứ hai là đôi loa toàn giải Bass 20 Watford của Anh, có giá 5 triệu 9. Watford. Đôi thứ ba là đôi Heiko của Đức, đôi loa Heiko của Đức có 3 way, đấy loa Heiko của Đức có giá là 6 triệu 8. Tiếp theo là đôi thứ tư là đôi loa SP7, nhìn chưa, SP7 đây, em mở ê căng cho quý vị nhìn SP7 đấy, SP7 loa Mỹ, SP7 bát 30 có giá là 7 triệu 9. Đây SP7 7 triệu 9. Tiếp theo đến đôi loa tiếp theo nữa là đôi loa
Pita gì đây, logo của em nó trên này, Pita rất là đẹp. Pita thì có giá là 5,5 triệu, bỏ 4,950 chứ không phải 5,5 triệu, 5,5 triệu lúc nãy em bên em báo là đây là nhập theo lẻ, họ tính cước đội chỉnh rồi nhá, bỏ 5,5 triệu, 4,950 chưa. Tiếp tục nữa là sang với đôi loa Telefunken, dòng loa Telefunken Studio, Telefunken Studio 90MK2 có giá là 7,9 triệu. Tiếp theo nữa là đôi loa J804 đây, vừa giới thiệu dòng J804 có giá là 5,9 triệu, con này còn tép còi. Tiếp theo nữa là đôi loa Technic, đôi loa Technic cao 90 phân model SBA38 có giá là 5,9 triệu. Sang đến đây nữa là đôi loa MCS, dòng loa của Mỹ rất là nổi tiếng rồi, MCS này có giá là 10,8 triệu. Và tiếp cuối cùng là đôi loa Mark Intok R14, dòng loa rất là nổi tiếng, có giá là 12,8 triệu. Đó là toàn bộ clip em giới thiệu đến quý vị một số mã loa. Hẹn gặp lại quý vị clip sau.